Chào tất cả các anh em đam mê bẫy chim ha. Hôm gà mình nghỉ cũng lâu rồi anh em ơi. Giờ tối nay mình ra đánh để kiếm ăn nha anh em. Chứ mình không có bán. Tại lúc này không có ai mua chim hết trơn á nha anh em. Ở nhà thì ghiền quá, với lại lúa cũng đang chín nè nè. Đang chuẩn bị cắt. Tối nay cũng tạm ổn nè. Cũng tạm ok anh em ơi. Hôm mưa quá trời luôn. Đây. Được ba quất với hàng chích nha nè. Với đồ mấy con mắt xéo, ba bốn con với hai ba con cò. Con này mòn dâu nè, con chích mòn dâu, con mòn đỏ. Mòn dâu nè. Đó, đó anh em thấy không nè. Con còn chích mòn mòn dâu nè. Mặt đen nè. Nhưng còn mòn đỏ nha anh em. Với bàn quất quất tơ không anh em ơi. Đây, lo bọng mình chưa gom nữa. Rồi hôm mưa quá trời mình lấy cái cao su này mình che nè anh em. Nhưng mà vẫn còn ướt. Cái võng ướt nhem hết trơn. Cánh đồng của mình nè anh em. Chín gỗ hết trơn. Chắc cũng tầm 5-10 ngày nữa có cắt rồi anh em ơi. Khi nào cắt lúa rồi á mình đánh mắt xéo rồi. Còn lúa này đánh mắt xéo nó chưa đi, với lại thời tiết này mưa quá trời anh em ơi. Cái lưới mắt xéo của mình hai cây sào. Cái lưới này có 40 mét rồi nha anh em. Mình làm ngắn. Hai sào đó anh em thấy không? Mình đánh cái tay này 40 mét, với cái tay này cũng hai cây sào luôn, cũng 40 mét luôn. Mình đánh chữ V nha anh em. Rồi, thành quả thì tối nay cũng chỉ được nhiêu đây thôi nha anh em. Rồi, chào anh em ha. Cảm ơn anh em đã xem video ha. Anh em nhớ like ủng hộ mình ha. Rồi, chào anh em ha.